Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm bột tam thất hoa pham do dược phẩm Amepro Việt Nam sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về bột tam thất hoa pham cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm bột tam thất hoa pham có thành phần là bột tam thất nguyên chất 100% và được bảo chế dưới dạng bột. Bột tam thất hoa pham mang lại cho người dùng công dụng, bổ máu, hoạt huyết, hóa ứ, hỗ trợ trong các trường hợp chấn thương gây tụ máu, xương đau, các trường hợp xuất huyết thiếu máu như chảy máu, thổ huyết, phụ nữ sau khi sinh, giúp tăng cường sức đề kháng, phục hồi sức khỏe. Sản phẩm dùng cho các trường hợp phụ nữ sau khi sinh, người mới ốm dậy, người già yếu, người thiếu máu, người bị xuất huyết, chảy máu, người bị tụ máu. Sản phẩm bột tam thất hoa pham được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của bột tam thất hoa pham được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, tăng cường sức khỏe, tam thất bắc hai thìa, Lòng đỏ trứng gà một quả, mật ong loại tốt 30ml. Thả lòng đỏ trứng gà vào mật ong, cho bột tam thất lên trên, để sau 24 giờ cho lòng đỏ trứng chín trong mật ong, lấy ra ăn. Ăn liên tục 30 ngày người mới ốm dậy, người thiếu máu, tam thất bột hai thìa trộn thịt nạc băm hoặc cho vào tim hấp cách thủy, ăn nóng, hai ngày ăn một lần, ăn liên tục 30 ngày dùng cho phụ nữ sau khi sinh nở, tam thất bột hai thìa. Ngải cứu, đậu xanh, hạt sen, đương quy, kỳ tử gà giò, cho tất cả vào bụng gà đã làm sạch, hầm cách thủy, ăn nóng, 3 ngày ăn một lần, ăn liên tục 30 ngày dùng cho máu tụ dưới da. Phẫu thuật, ngày dùng 1 đến 2 thìa dùng cho người thổ huyết, chảy máu trong, tam thất bột sao đen, ngày dùng 1 đến 2 thìa dùng cho người bị ung thư đại tràng, dạ dày. Ngày dùng 2 đến 4 thìa chia làm 2 lần. Chống chỉ định khi sử dụng bột tam thất hoa pham, không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, để xa tầm tay trẻ em. Tác dụng của sản phẩm tùy thuộc vào sự hấp thu của từng người. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm bột tam thất hoa pham, đồng thời biết cách sử dụng bột tam thất hoa pham sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.